chào mừng tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Nguyễn Kim. Các bạn thân mến, máy ép trái cây là một vật dụng không thể thiếu trong không gian bếp của các tín đồ nội trợ, với những công dụng tuyệt vời mang đến những ly nước ép bổ dưỡng, mát lạnh và nhiều vitamin. Trong những ngày hè nóng nực á, thì chắc hẳn là việc sử dụng máy ép trái cây này sẽ trở nên thường xuyên hơn bao giờ hết. Và do đó các bạn của chúng ta phải cần vệ sinh máy liên tục để máy có thể hoạt động được bình thường và lâu dài. Ngay bây giờ, Mỹ Tiên xin được mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cẩm nang vệ sinh cũng như là cách bảo quản máy ép trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Các bạn thân mến, để vệ sinh máy ép trái cây, chúng ta cần chuẩn bị những dụng cụ sau đây. Đầu tiên là muỗng, mà tốt nhất là các bạn nên sử dụng muỗng nhựa nhé. Tiếp theo là nước rửa chén, tiếp theo là khăn khô. Và ngoài ra, các bạn của chúng ta nên chuẩn bị cọ, bàn chải hoặc là búi rửa chén các bạn nhé. Đầu tiên, sau khi sử dụng máy xong thì bạn hãy tắt máy đi và rút dây cắm sạc của máy ra khỏi ổ điện. Tháo bình đựng bã xơ trái cây ra khỏi máy, đổ hết phần bã xơ này vào thùng rác. Tiếp theo, bạn hãy tháo chốt khóa an toàn ở hai bên thân máy ra, nhấc nắp máy ra khỏi máy, dùng một chiếc thìa nhựa để lấy hết phần bã xơ bị dính vào nắp ở trong quá trình xay ra. Sau đó hãy nhấc phễu xay gồm lưới lọc và dao xay ra khỏi thân máy. Các bạn thân mến, khi mà các bạn của chúng ta đã tháo được những cái bộ phận máy ra rồi thì các bạn nên rửa từng món ở dưới vòi nước sạch để làm sạch phần bã xơ còn sót lại. Sau đó thì các bạn phải lấy một chậu nước đã pha sẵn xà phòng và ngâm các bộ phận của máy vào đó các bạn nhé. Và bước tiếp theo thì chúng ta phải nên cọ rửa những cái bộ phận của máy các bạn nhé. Sau khi ngâm với xà phòng, bạn dùng một miếng cọ hoặc là búi rửa bát để cọ rửa các bộ phận của máy. Với những chỗ quá nhỏ không thể cọ được, ví dụ như là miệng vòi đưa nước ép ra, thì bạn hãy dùng một chiếc bàn chải cỡ nhỏ để cọ các bạn nhé. Khi rửa dao xay và lưới lọc, tốt nhất bạn nên dùng một bàn chải cọ sẽ tốt hơn là dùng miếng cọ bằng búi rửa chén, tránh trường hợp bị lưỡi dao đâm vào tay. Dùng bàn chải chà sát thật kỹ các lưỡi dao cũng như là gờ cạnh của lưới lọc cho đến khi sạch hẳn các mảng bám còn sót lại của trái cây. Sau khi đã rửa xong tất cả các bộ phận của máy, bạn tráng lại bằng nước, lấy khăn lau khô hoặc ướp vô chậu để nước ráo. Dùng một chiếc khăn ẩm mềm lau bên ngoài phía thân máy và không được để thân máy bị ướt các bạn nhé. Sau khi các bộ phận của máy đã được làm sạch và khô ráo, lắp các bộ phận của máy lại và cất vào nơi thoáng mát để máy được bảo quản một cách tốt nhất cho những lần sử dụng sau. Ngay bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn một vài mẹo nhỏ trong cẩm nang này nhé. Các bạn thân mến, đầu tiên là sau khi mà các bạn sử dụng máy ép xong thì chúng ta không nên để lâu ngày, bởi vì bã xơ cũng như là nước ép còn sót lại sẽ trở thành những cái vết bẩn mà sau này các bạn rất là khó để mà làm sạch nó. Tiếp theo là các bạn không được ngâm hoặc là rửa phần thân máy ở trong nước, bởi vì đây là một bộ phận có chứa động cơ của máy ép. Điện và nước kết hợp với nhau thì cực kỳ nguy hiểm nha. Và tiếp theo thì để dọn phần bã xơ một cách nhanh chóng thì bạn có thể lót một cái túi ni lông xung quanh bình chứa đựng bã như thế này trước khi sử dụng. Bởi vì sau khi ép xong các bạn chỉ cần nhấc bình ra, lấy túi ni lông và bỏ đi là được. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã nắm chắc trong tay những cẩm nang để vệ sinh máy ép rồi đó. Của bền là tại người mà, chúng ta phải vệ sinh thường xuyên thì mới đảm bảo được tuổi thọ của máy nha. Và cuối cùng thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu thấy hay, đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh YouTube của Nguyễn Kim. Mỹ Tiên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.